Vì sao lưỡi còn nhưng răng không còn? Bài học từ Lão Tử khiến hàng ngàn người suy ngẫm. Thưa quý khán thính giả, sinh thời, Lão Tử có nhiều câu nói khiến người đời và hậu thế phải nghiêng mình khâm phục. Lo thắng người thì loạn, lo thắng mình thì bình, là một trong những câu nói đề đời của Lão Tử, đáng để người đời suy ngẫm. Dưới đây là ba câu nói của Lão Tử, rất đáng để chúng ta cùng nghiền ngẫm. Mời quý vị cùng theo dõi và đừng quên chia sẻ clip nếu thấy ý nghĩa quý vị nhé. Bài học thứ nhất: đi qua quê nhà phải xuống xe. Lão Tử nói với Thường Thu rằng đi qua quê nhà phải xuống xe, để răn mình không được quên cha mẹ, người thân, không được quên những ngày khốn khó trước đây. Điều này rất nhiều người trong xã hội đã không làm được. Họ lúc nào cũng nghĩ mình tài giỏi như thế này, giàu có như thế nào, sang trọng như thế kia, tại sao phải nhớ đến những ngày còn ở quê nghèo khó. Họ quên đi gốc gác của mình, buông ánh mắt khinh thường những người xuất thân từ nông thôn lên thành phố để lập nghiệp. Họ quên rằng mình cũng từ đó mà thành công như bây giờ. Đáng lẽ ra phải nâng đỡ và giúp những người con của quê nghèo, nhưng họ lại cố gắng cắt đứt liên lạc để không ai phát hiện ra mình từ quê lên. Thật xấu hổ vì họ quên mất đạo lý căn bản nhất để làm người, đó chính là uống nước nhớ nguồn. Bài học thứ hai: đi qua cây lớn phải từ từ. Bài học này răn dạy con người ta phải biết yêu, kính những người lớn tuổi. Họ đã sống hơn chúng ta rất nhiều thời gian. Họ biết những cái mà chúng ta chưa từng trải qua. Và cho dù ngày nay công nghệ phát triển cỡ nào, thì kinh nghiệm đúc kết vẫn giúp họ sống tốt giữa cuộc đời đầy cám dỗ. Thế nên, đừng nghĩ rằng mình biết công nghệ dùng laptop, iPhone lại coi thường sự hiểu biết của những người lớn tuổi. Hãy yêu thương và kính trọng họ để biết sống tốt đẹp hơn. Có những người thấy người già thì nhìn bằng ánh mắt coi thường khinh rẻ. Họ sợ những người đó sẽ ăn bám họ. Họ sợ phải nuôi nấng, phải chăm sóc những người đó. Nhưng đừng bao giờ quên, thương người già, già để đức cho, và kính láo đắc thọ mãi là nguyên lý muôn đời. Bài học thứ ba: răng không còn nhưng lưỡi còn. Bài học thứ ba: lưỡi không còn nhưng răng còn. Bài học này răn dạy bạn phải biết sống và đối nhân xử thế một cách đúng mực, nhẹ nhàng, mềm mỏng và tinh tế. Nếu bạn quá cứng rắn hay lạnh lùng, bạn sẽ chẳng bao giờ biết có được sự coi trọng và yêu thương từ người khác. Nếu bạn quá cứng rắn, sẽ làm tổn hại đến mối quan hệ của bạn với những người xung quanh. Người xưa nói, mềm nắn, rắn buông, và lạt mềm, buộc chặt. Chúng ta cần biết lúc nào nên cứng rắn, lúc nào không nên, để có đạo làm người. Để được người khác coi trọng, bạn biết vì sao lưỡi còn mà răng lại không? Đó là vì lưỡi mềm còn răng cứng. Đạo làm người và đối nhân xử thế đều nằm ở đây cả. Cần biết lúc nắm lúc buông thích hợp. Hơn nữa, mềm mỏng và nhẹ nhàng mãi luôn hữu hiệu hơn rất nhiều lần so với áp chế hay cứng rắn. Nếu bạn chú ý đến các cuộc họp giữa những cựu học sinh, cựu sinh viên sau hàng chục năm rời mái trường, họ sẽ rất bất ngờ rằng những người thành công, thành đạt thường không phải là những người học giỏi hay nhiều tài hoa, mà là những người vốn không có gì nổi bật. Còn những người rất thông minh, tài hoa sau lại chỉ là những người bình thường. Thậm chí có người tuổi thơ nghèo khó, sống khá chật vật, sau lại đạt được thành công. Vậy điều gì khiến những người trông có vẻ bình thường, không có điều kiện lại trở thành người thành công? Và điều gì khiến những người vốn có tài năng, có điều kiện tốt lại trở nên tầm thường? 1. Kiên trì bền bỉ vượt khó khăn. Người gia cảnh khá giả thường bận rộn với những cuộc chơi, du ngoạn, picnic, sinh nhật, tiệc tùng, hẹn hò yêu đương. Người gia cảnh khó khăn không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc phải lao động và học tập. Con đường thành công của Napoleon cũng vậy. Quá trình trưởng thành của ông rất khó khăn.
Napoleon sinh ra trong một gia đình rất bình thường. Năm 10 tuổi, ông được gửi đến học tại một học viện quân sự ở miền đông nước Pháp. Học sinh ở đó đa phần là con nhà giàu và thích bắt nạt học sinh mới. Sau nhiều lần bị bạn cùng lớp bắt nạt, cậu bé đã viết thư cho bố. Bố muốn con phải chịu đựng suốt trước những người giàu có và kiêu ngạo này ư? Người cha trả lời, vì nhà mình nghèo, con chỉ có thể kiên trì mà thôi. Vậy là Napoleon mặc quần áo cũ rách, học ở học viện trong 5 năm và sau đó nhận được vào học viện quân sự hoàng gia. Thời gian rảnh rỗi, ông đều vùi đầu vào đọc sách trong thư viện nhà trường. Ở trường, có người phát hiện ra ghi chép của Napoleon có hơn 400 trang. Bản đồ của ông chứa đầy các ký hiệu khác nhau, còn tính toán cẩn thận những điểm đáng lưu ý, có thể phán đoán chính xác lợi hại của trận chiến. Thời gian các bạn tiệc tùng vui chơi thì ông dùng để đọc sách, nghiên cứu. Nhờ đó mà sau này đã tạo nên một Napoleon bách chiến bách thắng, chấn động châu Âu, tiếng tăm lừng lẫy trên toàn thế giới. Chúng ta đều nói kiên trì là thành công. Tuy nhiên, trong hoàn cảnh tồi tệ, kiên trì như thế nào không phải là chuyện đùa, cũng không phải đơn giản như một câu nói. Đến cả Einstein còn thừa nhận, không phải tôi quá thông minh, chỉ là tôi chịu bỏ nhiều thời gian hơn với vấn đề đó. 2. Khiêm tốn học hỏi không tự mãn. Những người có tài hoa, tài năng, thông minh dễ phạm phải một đại kỵ khiến họ không thể thành công. Đó là tự mãn, kiêu ngạo. Điều này ban đầu có vẻ vô hại, nhưng khi họ đã quen được mọi người khen ngợi, ngưỡng mộ, họ sẽ coi trên đời này không có kẻ nào bằng ta. Khi thấy có người nào đó có gì hơn họ thì họ ghen tức, tật đổ, khó chịu. Người trí tuệ bình thường tiếp thu chậm, học hành cảm thấy khá khó khăn, nên họ chăm chỉ và khiêm tốn học hỏi. Dẫu bị cười chê, họ vẫn không để tâm. Họ không quá chú ý đến đánh giá của người khác, mà dành tâm sức hoàn thiện mình hơn. Người khiêm tốn không tự kiêu, luôn ý thức về bản thân mình, luôn biết lắng nghe, tiếp thu ý kiến người khác, qua đó mà hoàn thiện bản thân, nâng cao kiến thức. Ngay từ khi còn trẻ, Trương Trọng Cảnh đã rất nổi tiếng là một thầy thuốc tài năng. Nhưng ông vẫn miệt mài tìm kiếm tri thức mới, gặp gỡ những danh y nổi tiếng ở mọi nơi để tìm hiểu thêm kiến thức y học. Đương thời có một vị thầy thuốc là Vương Bất Tử, cũng là một vị danh y rất tài năng và nổi tiếng. Dương Trọng Cảnh liền lăn lộn, tìm đến nhà Vương Bất Tử và nói với người tổng quản. Tôi đến từ Hồ Nam, tôi không có cách gì kiếm sống, làm ơn hãy nhận tôi vào làm học trò. Vương Bất Tử nghe được và đi ra. Ông thấy chàng trai thông minh và sạch sẽ, bèn nói, được rồi, ta cần người phụ một tay, từ nay anh sẽ là đệ tử sắc thuốc. Trong vòng một năm, Dương Trọng Cảnh đã học được rất nhiều kiến thức từ Vương Bất Tử. Tài đoán và chữa bệnh của ông thậm chí còn cao hơn cả thầy của mình. Có những ca bệnh hiểm nghèo Vương Bất Tử không chữa được thì Dương Trọng Cảnh lại chữa được. Điều này khiến cho Vương Bất Tử rất nghi hoặc nên đã hỏi, thật ra thì anh là ai? Trương Trọng Cảnh đáp lại, con là Trương Trọng Cảnh, con đến đây để học nghề của thầy ạ. Lúc này Vương Bất Tử mới giật mình, vội chắp tay nói, chào ôi, nghe danh ông đã lâu, tôi quả là có mắt mà không thấy Thái Sơn, tôi không xứng làm thầy của ông. Sau đó, Vương Bất Tử mở một bữa tiệc để khoản đãi Trương Trọng Cảnh. Từ đó, hai người trở thành bạn tốt với nhau. 3. Nhẫn nại khoan dung, giữ nội tâm yên tĩnh. Một cạm bẫy nữa đối với mọi người, nhất là người thông minh và tài hoa, đó là khả năng nhẫn nại và lòng bao dung. Người tài hoa khi tự đánh giá mình quá cao, say sưa với lời khen của người khác thì sẽ bị sập bẫy này. Và họ sẽ như quả bom, không ai dám đụng đến họ. Họ hễ nghe thấy ai đó nói điều không lọt tai về mình thì liền nổi đóa lên. Làm sai cũng không chịu nghe ai phê bình, họ không nhẫn được. Người bình thường
Nhưng nếu có khả năng nhẫn nại, bao dung, không để ý đến khen chê của người khác, dồn tâm sức cho mục tiêu của mình, tự hoàn thiện mình, thì họ lại dễ thành công, đạt được thành tựu lớn. Thời Xuân Thu, có một vị tên là Xí Thành Ỷ, nghe nhiều người tán tụng đạo đức và học thức của Lão Tử, nên đã không quản đường xá xa xôi, khổ cực, để tìm đến bái kiến ông ấy, muốn xem Lão Tử học đạo. Nhưng khi đến nhà của Lão Tử, lại cảm thấy rất thất vọng. Anh ta nói với Lão Tử: "Tôi nghe nói Phu Tử là bậc thánh nhân, nên mộ danh mà đến. Chân đi đến phòng ra cũng không dám nghỉ ngơi. Nhưng giờ gặp mặt, tôi thấy tiên sinh chẳng phải là bậc thánh nhân gì. Vì trong nhà ngài có đất từ trong lỗ chuột đào ra, còn có cơm thừa, thức ăn thừa trong đó, nên nhất định là ngài vứt đi. Điều này cho thấy ngài bất nhân. Không những thế, lương thực vải vóc bày ra cả một đống lớn, càng cho thấy ngài tích trữ tài vật vô độ." Lão Tử nghe rồi vẫn thở, cũng không giải thích lời nào. Lúc này trong lòng của Sĩ Thành Ỷ cảm thấy kỳ lạ, khó hiểu. Có lẽ anh ta đang nghĩ rằng, nếu như nói rằng là ta đã thắng, thì ta phải rất sung sướng. Tại sao ta lại cảm thấy không phải như thế nhỉ? Cái này là đạo lý gì đây? Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, anh ta cũng không nói ra nguyên cớ là gì. Sĩ Thành Ỷ không nén nổi, nên hôm sau liền đến gặp Lão Tử hỏi: "Hôm qua tôi đã nói lời vô lễ với ông, nhưng những cảnh tượng kia hôm nay đều không còn nữa. Tại sao chứ?" Lão Tử nói: "Người ta cho rằng ta là người tràn đầy trí huệ, nhưng ta sớm đã coi nhẹ loại danh phận này rồi. Hôm qua anh gọi ta là trâu thì ta là trâu, gọi ta là ngựa thì ta là ngựa. Nếu ta đã lĩnh ngộ được thực chất của đại đạo, những điều anh nói kia đối với ta có ảnh hưởng gì đâu. Bởi vì giải thích tranh luận với anh sự việc này thì đó là một sự sỉ nhục đối với ta. Ta làm việc luôn như thế, và cũng không phải vì muốn người ta khen mình mới đi làm việc đó." Sĩ Thành Ỷ nghe xong, trong lòng thấy xấu hổ vô cùng, và bắt đầu hết sức tôn kính Lão Tử. Có thể thấy, đối với Lão Tử mà nói, người khác đánh giá mình như thế nào, nói mình là trâu cũng được, mà ngựa cũng được, đều không cần phải so đo, không quan tâm hơn thua, có thể vứt bỏ hết thảy những can nhiễu từ cảm xúc của hỷ nộ, ai lạc, tu thân dưỡng tính, nội tâm thanh tính như nước. Như thế mới có thể ngộ đạo. 4. Thực hiện ngay kế hoạch mà không cần chờ đợi đủ điều kiện. Chúng ta trong cuộc đời, ai nấy đều có rất nhiều ước mơ để theo đuổi và nhiều kế hoạch đầy tham vọng. Người có điều kiện kinh tế, gia đình tốt hơn thì có lợi thế hơn. Nhưng thành công lại không quyết định bởi điều kiện vật chất, mà bởi cách thức tiếp cận mục tiêu. Xưa có hai vị cư sĩ, một người sống trong nhung lụa giàu sang, còn một người từ bé đã trải qua cái khốn khó của nghèo đói. Một hôm, cư sĩ nghèo tâm sự với cư sĩ giàu: "Tôi muốn đi đến bờ biển phía nam." "Anh đi như thế nào và bằng phương tiện gì?" Cư sĩ giàu hỏi lại. "Tôi chỉ cần có một cái chai và một cái bát," cư sĩ nghèo trả lời. Cư sĩ giàu ngạc nhiên: "Nhiều năm nay tôi đã muốn thuê một chiếc thuyền để đi đến đó, nhưng cho đến bây giờ tôi vẫn chưa thực hiện được. Điều gì khiến anh tin rằng anh sẽ đến đó được chỉ với một cái chai và một cái bát?" Cư sĩ nghèo im lặng không trả lời. Một năm sau, hai cư sĩ gặp lại nhau. Sau khi cư sĩ nghèo trở về từ bờ biển phía nam, anh đã kể cho cư sĩ giàu về việc bản thân đã nỗ lực như thế nào để thực hiện chuyến đi của mình. Người cư sĩ giàu cảm thấy rất hổ thẹn. Anh đã không thể tưởng tượng được, chỉ với hai thứ đơn giản mà cư sĩ nghèo có thể thực hiện được ước mơ của mình. Lão Tử nói: "Cây lớn nhiều người ôm bắt đầu sinh trưởng từ mầm nhỏ, đài cao 9 tầng bắt đầu từ đắp những hòn đất nhỏ, hành trình nghìn dặm khởi đầu từ bước chân. Con đường thành công là cả một hành trình lâu dài, gian khổ,
đòi hỏi phải có quyết tâm, quyết chí, bền lòng, cùng tinh thần lạc quan, vui vẻ đối mặt với khó khăn thất bại. Và điều quan trọng là biết tận dụng thời gian, ngày ngày nỗ lực vươn lên đến mục tiêu. Dẫu chỉ bước đi một bước nhỏ thì cũng đã đang tiến đến thành công rồi. Trên hành trình lâu dài đó, chớ để cảnh hoa thơm cỏ lạ ven đường hấp dẫn mà dừng chân không bước tiếp, hoặc bước sang đường rẽ. Trong cuộc sống, ai cũng có thế mạnh ở một vài lĩnh vực và có thể có những thành tựu nhất định. Lúc đó chúng ta thường cảm thấy tự hào về bản thân mình và đôi khi muốn khoe một chút. Tuy nhiên, sống trên đời cần tu dưỡng đức khiêm tốn, tránh khoe khoang, nếu không dễ mất đi phúc phận, chuốc họa vào thân. Khiêm tốn để tránh bị người khác đố kỵ. Con người ngày nay hầu như ai cũng có tâm đố kỵ. Có những người tâm đố kỵ rất lớn, sẵn sàng tìm cách hạ bệ những người khác hơn mình. Người có tính khoe khoang luôn muốn thể hiện mình giỏi hơn người khác, vô tình trở thành đối tượng để mọi người đố kỵ. Trong công việc hay trong cuộc sống thường xuyên bị gây khó dễ. Có một số người vì không hiểu tâm lý này, trong cuộc sống thì khoe khoang, trong công việc thì mong gây sự chú ý của mọi người để được thừa nhận năng lực của mình. Tuy nhiên, đây chính là hành động hạ thấp giá trị của bản thân. Sau khi những người nơi làm việc có thể hình dung về người đó, chỉ cần trong công việc thể hiện hơi kém hoặc sai sót một chút, sẽ bị người khác coi thường và bài xích. Vì thế, cần phải khiêm tốn để tránh người khác đố kỵ mình, tránh cho cuộc sống của mình mệt mỏi, bất an, cản trở con đường phát triển của bản thân. Khiêm tốn để thêm bạn bè, dễ đạt được thành công trong cuộc sống. Người xưa thường nói, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Bên ngoài bầu trời có bầu trời khác, người tài có người tài hơn. Dù ta giỏi đến mấy thì trong cũng sẽ có người giỏi hơn mình. Vậy nên trong thiên hạ luôn luôn có điều để chúng ta học hỏi thêm. Cái kiêu căng ngạo mạn cho rằng không ai bằng mình chẳng qua chỉ là ếch ngồi đáy giếng, vĩnh viễn không bao giờ thấy được bầu trời xanh ở trên cao. Người khiêm tốn không tự kiêu, luôn ý thức được bản thân mình, luôn biết lắng nghe, tiếp thu ý kiến của người khác, qua đó mà hoàn thiện bản thân, nâng cao kiến thức. Trương Trọng Cảnh, một y học gia nổi tiếng vào cuối đời Đông Hán, là trường hợp tiêu biểu của đức khiêm tốn, không ngừng học hỏi. Ngay từ khi còn trẻ, Trương Trọng Cảnh đã rất nổi tiếng là một thầy thuốc tài năng, nhưng ông vẫn miệt mài tìm kiếm tri thức mới, gặp gỡ những danh y nổi tiếng ở mọi nơi để tìm hiểu thêm kiến thức y học. Cùng thời với ông, có một thầy thuốc là Vương Bất Tử, cũng là một danh y rất tài năng và nổi tiếng. Dương Trọng Cảnh liền mang hành lý đến nhà Vương Bất Tử và nói với người tổng quản: "Tôi đến từ Hồ Nam, tôi không có cách gì để kiếm sống, làm ơn hãy nhận tôi làm học trò." Vương Bất Tử nghe được và đi ra. Ông ấy thấy chàng trai thông minh sạch sẽ, bèn nói: "Được rồi, ta cần người phụ ta một tay. Từ nay anh sẽ là đệ tử xác thuốc." Trong vòng một năm, Trương Trọng Cảnh đã học được rất nhiều kiến thức từ Vương Bất Tử. Tài đoán và chữa bệnh của ông thậm chí còn cao hơn cả thầy của mình. Có những ca bệnh hiểm nghèo Vương Bất Tử không chữa được thì Dương Trọng Cảnh lại chữa được. Điều này khiến cho Vương Bất Tử rất nghi hoặc, nên đã hỏi: "Thật ra thì anh là ai?" Trương Trọng Cảnh đáp lại: "Tên con là Trương Trọng Cảnh, con đến đây để học nghệ của thầy ạ." Lúc này Vương Bất Tử mới giật mình, vội chắp tay nói: "Ôi trời ơi, ta không xứng làm thầy của ông." Sau đó Vương Bất Tử mở một bữa tiệc để khoản đãi Trương Trọng Cảnh. Từ đó thì hai người trở thành bạn tốt của nhau. Người khiêm tốn biết cách kiểm soát bản thân, có lời nói, hành động chuẩn mực, nên mọi người yêu mến, ít người đối địch. Cản trở con đường phát triển của bản thân, đồng thời người khiêm tốn dễ mở rộng các mối quan hệ bạn bè, có nhiều người bạn tâm giao, sẵn lòng giúp đỡ. Như danh y Trương Trọng Cảnh, dù rằng ông ta là người tài, nhưng nếu không có lòng khiêm tốn, không ngừng học hỏi,
kết thân được nhiều gia nhi để họ truyền thụ kiến thức cho mình, thì hẳn không thể trở thành vị thánh y được. Khiêm tốn để không làm mất phúc phận. Cổ nhân có câu, họa phúc của một người còn phải xem người đó khiêm tốn hay kiêu ngạo. Chu Công, khi phụ tá hai vị quân vương của triều đại nhà Chu đã dùng đức độ để trị vì thiên hạ, ông lập nên một hệ thống lễ nghi để hướng dẫn dân chúng hành xử theo đúng mẫu mực, chính đáng trong đời sống hàng ngày. Đương thời, Chu Thành Vương muốn phong đất Lỗ cho Chu Công, nhưng vì mang trọng trách phụ chính nên ông từ chối không nhận. Sau đó, vua Thành Vương quyết định cấp nước Lỗ cho Bá Cầm, con trai thứ ba của Chu Công. Khi Bá Cầm sửa soạn rời nhà đi nhận chức, Chu Công nghiêm nghị khuyên bảo con trai, bất cứ lúc nào con cũng không được tự kiêu hoặc tham sức dục mà buông thả bản thân. Con nhất định phải luôn luôn giữ đức khiêm tốn, như vậy mới có thể cai trị quốc gia cho tốt. Phúc lành, vận may của con mới được bền lâu. Ta nghe nói, bậc nhân sĩ đức độ rộng lớn mà giữ vững được thái độ khiêm cung thì sẽ nhận được sự vinh quang đẹp đẽ. Người giàu với đất rộng phì nhiêu, nếu biết tự kiềm chế dục vọng thì bảo trì sự tiết kiệm thì sẽ được bình an. Quan chức địa phương ở vị trí cao, nếu giữ được tâm thái nhún nhường thì càng được hiền hách tôn quý hơn. Tướng quân có nhiều binh lính hùng mạnh sẽ đạt được thắng lợi nếu biết lúc phải khiếp sợ. Người trí tuệ thông minh mà tự xem mình đần độn ngu si thì sẽ có những lợi ích tốt lành. Người biết văn chương lịch lãm mà giữ được tính khiêm cung thì càng có kiến thức rộng rãi hơn. Sáu điều này đều là đức hạnh tốt đẹp của tính khiêm nhường. Làm một ông vua phú quý tứ hải, nếu không có lòng khiêm tốn thì sẽ mất tất cả, kể cả mạng sống của chính mình. Vua Trụ của nhà Thương, vua Kiệt của nhà Hạ đều bị giết bởi tính kiêu căng của họ. Có thể không khiêm tốn, cẩn thận được sao? Trong kinh dịch có câu, nếu khiêm tốn trong mọi việc làm và mọi đối xử thì giữ được thiên hạ, khiêm tốn tới mức trung bình thì giữ được quốc gia, lòng khiêm tốn ít thì chỉ giữ được bản thân. Đạo trời có hủy diệt điều gì cũng để lại sự khiêm tốn, ích lợi. Đất có biến đổi bao nhiêu cũng lưu lại tính khiêm tốn. Quỷ thần, con người tất cả đều không thích kẻ kiêu căng mà lại ưa chuộng người khiêm tốn. Nhìn chung, tu dưỡng đức khiêm tốn sẽ mang đến rất nhiều lợi ích. Đối xử với người khác với lòng khiêm tốn, cung kính thì càng được người ta kính trọng hơn. Kiềm chế dục vọng và thực hành sự tiết kiệm thì sẽ đạt được sự bình an lâu dài. Không kiêu ngạo, cuồng vọng thường dễ đạt được thành công trong cuộc sống. Biết được giới hạn của bản thân mình, qua đó mà không ngừng học tập thì kiến thức ngày càng rộng mở. Người khiêm tốn, không khoe khoang sẽ nêu cao tấm gương đạo đức, qua đó mà tạo phúc cho con cháu đời sau. Thưa quý vị, chủ đề ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị đã chú ý theo dõi. Nếu thấy video này hay và hấp dẫn, quý vị hãy like, chia sẻ và đăng ký cho đội ngũ biên tập viên để có thêm động lực quý vị nhé. Một lần nữa, cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chủ đề ngày hôm nay. Chúc quý vị và gia đình có thật nhiều sức khỏe và hạnh phúc. Hẹn gặp lại quý vị trong chủ đề tiếp theo của chương trình. Xin cảm ơn quý vị.